Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Báo Người Lao Động đưa tin, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có lần đầu xuất hiện sau thông tin phải nhập viện để mổ. Nam ca sĩ trở thành tâm điểm chú ý tại sự kiện họp báo của ca sĩ Văn Mai Hương chiều 24 tháng 5. Anh cũng thẳng thắn chia sẻ về những thông tin xoay quanh anh thời gian gần đây. Chia sẻ về việc phải phẫu thuật cách đây không lâu, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh bị thoát vị bệnh. Đàm Vĩnh Hưng nói, có rất nhiều người bị như tôi nhưng họ không nói. Khu vực đó sẽ phình lên do mỡ chạy xa xuống và làm đầy khiến mất thẩm mỹ. Để lâu sẽ không hay, không tốt đâu. Cách đây 6 năm tôi đã bị một lần, phải mổ hai bên. Thật ra cũng không quá đau. Nhưng để dồn lâu sẽ không tốt nên tôi cũng tham khảo bác sĩ và được khuyên là mổ ngay để còn nghỉ ngơi. Theo lời khuyên của bác sĩ, sau phẫu thuật vẫn phải nghỉ ngơi nên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định hủy bỏ show diễn trong khoảng từ 1 đến 2 tuần. Để không ảnh hưởng đến lịch diễn của các nơi, anh cũng chủ động nhờ ca sĩ thân hát thay. Lịch hát sắp tới sẽ dồn lại, tôi mổ nên phải bỏ show ở Canada, anh chia sẻ. Trước đồn đoán lan truyền trên mạng xã hội rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang giả bệnh để trốn tòa vì anh là một trong những người có liên quan được triệu tập đến tòa trong buổi xét xử vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Đại Nam. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn. Né là né làm sao? Né cái gì? Né đi đâu mà mấy ngày? Mình không nên bận tâm tới những người như vậy. Cần nhất là những người yêu thương mình, người thân, khán giả của mình biết mình bị gì, ra sao. Chỉ những người không cùng tần số với mình mới đặt ra những câu hỏi như vậy. Còn người cùng tần số thì không ai hỏi vậy hết. Thông tin từ báo Lao Động, gần đây Đàm Vĩnh Hưng đăng tải bài viết cập nhật cho khán giả biết rằng mình vừa mới trải qua một ca phẫu thuật và tạm ngừng ca hát một thời gian. Khi liên hệ với nam ca sĩ, người đại diện tiết lộ nam ca sĩ đã phẫu thuật thành công. Tuy nhiên, người này mong đây là việc cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng nên không tiện chia sẻ chi tiết. Sau đó, đích thân nam ca sĩ lên tiếng về sức khỏe của mình với công chúng. Anh nói, tôi đã tạm ổn, đã lấy ra được những thứ dư thừa không cần thiết trong cơ thể tôi. Mọi người yên tâm nhé. Tôi cảm ơn sự quan tâm của tất cả công chúng, khán giả, fan, đồng nghiệp, bạn bè và người thân dành cho tôi. Sau đó, nam ca sĩ cũng từ chối thăm nom vì sự làm phiền đến mọi người. Thời gian tới, Đàm Vĩnh Hưng quyết định hủy show và thông báo ngừng ca hát 2 tuần. Một số khán giả là người hâm mộ của nam ca sĩ, mong anh giữ gìn sức khỏe và nhanh chóng phục hồi. Nhưng cũng có những thông tin lan truyền trên TikTok, mạng xã hội Facebook cho rằng anh cáo bệnh để né tránh các thông tin liên quan đến việc sắp xét xử bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, khi phóng viên đặt câu hỏi về việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có tham dự buổi xét xử bà Nguyễn Phương Hằng sắp tới nếu như được tòa triệu tập hay không, phía đại diện nam ca sĩ khẳng định. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo nào từ cơ quan chức năng. Nên khi nào nhận được thông báo, bên chúng tôi sẽ hợp tác thực hiện theo đúng quy trình làm việc của phía cơ quan chức năng. Theo đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và cả luật sư sẽ có mặt trong buổi làm việc này khi có thời gian chính thức. Liên quan đến vụ việc lùm xùm giữa các nghệ sĩ và bà Nguyễn Phương Hằng, ngày 6 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam ở Bình Dương cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đáng chú ý, trong số 10 bị hại vụ án Nguyễn Phương Hằng, đa số yêu cầu công khai xin lỗi. Riêng vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bồi thường tổng cộng 88 tỷ đồng. Trong đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là người đòi bồi thường thiệt hại nhiều nhất với số tiền lên đến 43 tỷ đồng. Ghi nhận thông tin từ báo Dân Trí. Có điều, số tiền này còn tùy thuộc vào sự phán quyết của tòa án sau khi xem xét các bằng chứng về mức độ ảnh hưởng của bị hại về thu nhập, về tinh thần sau khi bị bà Phương Hằng xúc phạm trong các livestream, chứ không đơn thuần chỉ dựa vào những mong muốn của bị hại là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Cụ thể, tòa án sẽ xem xét việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị mất uy tín như thế nào khi bị bà Hằng cho là đã ém nhẹm số tiền kêu gọi từ thiện 94 tỷ. Từ việc mất uy tín, các hợp đồng quảng cáo của ca sĩ này có bị các nhãn hàng chấm dứt hợp tác và có bị bồi thường hay không? Nếu có thì số tiền này là bao nhiêu?
Mặt khác, tòa án cũng có thể xem xét các góc độ về thu nhập trung bình trong một năm của ca sĩ này mà có thể đưa ra phán quyết phù hợp về số tiền bà Phương Hằng phải bồi thường cho nam ca sĩ này. Tất nhiên, trong đó tòa án cũng sẽ xem xét mức độ ảnh hưởng về tinh thần của bị hại để có phán quyết phù hợp cho các bên. Theo kết luận điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xác định 10 bị hại gồm ông Nguyễn Võ Hoài Linh, danh hài Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, nhà báo luật sư Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, ông Lê Công Vinh, cựu cầu thủ Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, doanh nhân Lê Thị Giàu và bà Trương Việt Hà. Trong đó, các bị hại là danh hài Hoài Linh, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan, doanh nhân Lê Thị Giàu và bà Trương Việt Hà. Không có yêu cầu bồi thường về thiệt hại vật chất mà chỉ yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm công khai xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm họ. Nhà báo luật sư Đặng Thị Hàn Ni yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Ca sĩ Vi Oanh không yêu cầu bồi thường về vật chất, chỉ yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm công khai xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm đối với cá nhân bà. Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng, bồi thường tổn thất về tinh thần là 14,9 tỷ đồng. Riêng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ngoài yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai, còn yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất với số tiền lên đến 43 tỷ đồng. Là một bị hại trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, sau khi được minh oan về vụ tiền từ thiện, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ về việc sẽ tiếp tục khởi kiện những người có hành vi vu khống, xúc phạm mình trong suốt thời gian vừa qua. Theo đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi làm nhục, vu khống và sử dụng trái phép thông tin đến Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 21 tháng 9 năm 2021. Đơn tố cáo của Đàm Vĩnh Hưng cũng được chuyển đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. Phía bà Hằng cũng đệ đơn tố cáo nam ca sĩ không minh bạch về nguồn tiền từ thiện vào ngày 13 tháng 10 năm 2021. Thời điểm này, Công an thành phố Hồ Chí Minh chuyển đơn cho Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an C02 để làm rõ. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trong một video trên kênh TikTok mang tên anh: "Tôi xin chia sẻ một vài thông tin tiếp theo về việc bản thân đang phối hợp với cơ quan điều tra để yêu cầu xử lý những đối tượng đã vu khống, thóa mạ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi vẫn đang âm thầm làm việc với cơ quan điều tra suốt hơn 4 tháng qua. Tất cả những bình luận sai sự thật, những livestream chửi bới xúc phạm và vu khống tôi đều được thu thập lại hết và gửi đến cơ quan điều tra theo đúng trình tự." Nam ca sĩ tiết lộ anh đã có 3 buổi làm việc với cơ quan chức năng và sẵn sàng cung cấp những chứng cứ tố cáo những người xúc phạm mình. Cụ thể, anh nói: "Tôi cũng đã có 3 buổi làm việc với Công an Bình Dương và buổi gần nhất là 19 tháng 1 năm 2022 với sự có mặt của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương. Tất cả những nội dung vu khống, xuyên tạc và những thống kê thiệt hại về công việc, tinh thần, tôi đã trực tiếp gửi và làm việc đầy đủ với cơ quan Công an tỉnh Bình Dương. Trong thời gian tới, phía Công an cần thêm chứng cứ hay trao đổi gì, tôi sẽ tích cực phối hợp và làm việc tới cùng để nhanh chóng kết thúc câu chuyện này." Những người đang ngày ngày livestream thách thức pháp luật, vu khống người khác ắt sẽ phải chịu trách nhiệm đích đáng. Quản lý Đàm Vĩnh Hưng cũng xác nhận, buổi làm việc gần đây nhất là buổi làm việc thứ 3 của chúng tôi với Công an tỉnh Bình Dương. Buổi làm việc này cũng có mặt của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương. Tất cả những nội dung vu khống, xuyên tạc cũng như những thống kê về thiệt hại công việc, tinh thần đã được chúng tôi gửi đầy đủ cho cơ quan điều tra rồi. Những vụ này rất mất thời gian, thường họ không cho biết thời gian công bố những bước tiếp theo sẽ như thế nào. Nam ca sĩ cho biết, những đồng tiền từ thiện, khi mình ăn, làm bậy hay làm gì sai trái thì phải trả giá đến đời con, đời cháu mình. Tôi luôn luôn tâm niệm điều đó. Cho nên tất cả công việc từ thiện của tôi đều xuất phát từ trái tim. Tất cả quá trình làm thiện nguyện của tôi luôn bỏ tiền túi ra cho thêm nữa, đắp vô rất nhiều, chưa bao giờ bớt đi. Công việc từ thiện của tôi không chỉ mới một ngày, một bữa, không phải một đợt thiên tai lũ lụt mới nhào ra làm. Tôi đã làm từ rất lâu rồi. Đồng thời, Đàm Vĩnh Hưng cũng thông báo sẽ không bao giờ kêu gọi từ thiện từ người dân để tránh gây ra những lùm xùm không đáng có. Anh cho biết sẽ làm thiện nguyện tùy vào điều kiện kinh tế. Giọng ca Vì Anh Là Soái Ca khẳng định, tôi chắc chắn sẽ không có một chương trình kêu gọi quyên góp một đồng nào từ phía cộng đồng nữa cả. Nếu tôi dư giả, đủ khả năng và có duyên thì tôi sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ trường hợp nào. Còn vừa đủ ăn, tôi sẽ nhường cơ hội đó cho người khá giả hơn mình. Nam ca sĩ cũng khẳng định bản thân không bao giờ dùng chuyện từ thiện để gây chú ý. Anh cho rằng, trong cuộc sống này, ai cũng muốn có được sự bình yên, nhẹ nhàng, vui vẻ để làm việc, cống hiến và giúp đỡ.
Tôi cũng vậy, tôi không mưu cầu dùng công tác từ thiện để đánh bóng tên tuổi hay làm cho mình nổi tiếng hơn. Tôi không có nhu cầu đó. Thời điểm đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng tuyên bố sẽ có những biện pháp mạnh tay hơn khi nhắc đến việc liên tục bị tấn công trên mạng xã hội bởi một số đối tượng quá khích. Chủ nhân hit xin lỗi tình yêu nhấn mạnh, tất cả những người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi đã làm việc với các cơ quan an ninh điều tra cũng như là hình sự, đặc biệt là đội chống tội phạm công nghệ cao, vì tôi không bao giờ thỏa hiệp với những điều dối trá, vu khống, bịa đặt. Tất cả những kênh đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, dù cho họ có xóa kênh, xóa clip thì vẫn không thoát được. Tôi đã làm bằng chứng về tất cả những gì kênh đó, người đó đã mạt sát và chà đạp Đàm Vĩnh Hưng. Về những lùm xùm từ thiện của các nghệ sĩ, sau thời gian điều tra, cơ quan công an xác định ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Đại Nghĩa, Trấn Thành, bà Nguyễn Thị Hương, mẹ Hồ Ngọc Hà không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ cứu trợ miền Trung năm 2020. Theo đó, Bộ Công an xác nhận các tin báo tố giác những người này không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội. Quản lý Đàm Vĩnh Hưng cũng xác nhận thông tin trên. Phía này cho biết nam ca sĩ sẽ sớm phản hồi về vụ việc trên trang cá nhân. Cụ thể, nam ca sĩ viết, cuối cùng thì Đàm Vĩnh Hưng đã được minh oan. Cảm ơn Bộ Công an đã vào cuộc để nhanh chóng có kết luận cho những lùm xùm vừa qua. Ngoài ra, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi lời cảm ơn đến cơ quan điều tra đã minh oan cho mình sau ồn ào ăn chặn tiền từ thiện và các khán giả luôn ủng hộ anh. Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng một lần nữa khẳng định không có chuyện anh ăn chặn tiền quyên góp trong đợt bão lũ miền Trung 2020. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!